Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta. Sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thâm hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ hôn phối, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa cạnh anh Giuse Phạm Minh Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ để hai anh chị kết hôn với nhau trong ngày trọng đại này, cùng với toàn thể những người thân thuộc hai bên gia đình nội ngoại và cộng đoàn dân Chúa giáo họ Đinh Xá chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý với anh Giuse Phạm Minh Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ để tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho anh chị trong cuộc sống, và xin Chúa cũng chúc lành cho cuộc hôn nhân của anh chị. Và anh chị cũng không quên hôm nay cầu nguyện cho những người thân yêu, những người tổ tiên nội ngoại của chúng ta. Và anh chị cũng không quên cảm ơn cộng đoàn chúng ta, cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương trong suốt thời gian qua. Và cũng không quên xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị trong giai đoạn mới, đó là giai đoạn anh chị bước vào đời sống gia đình. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương nhận lời, chúng ta cùng nhìn nhận những tội lỗi của chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Cha ngài thiên tâm, chúng con ta ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con. Xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân từ chúng con cầu nguyện. Chúa từ bề hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tobia. Bấy giờ anh Tobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sarah rằng: Này em, hãy trỗi dậy. Chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa Cha, Chúa chúng ta, để Ngài đoái thương, ban cho chúng ta được ơn lành. Nàng trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa, ban cho họ được ơn lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha ông chúng ta con, hãy chúc tụng Chúa. Xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và Eva cho ông làm người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ lòng thương xót con và làng. Xin cho chúng con sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Trích Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và lột mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu người vợ như Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đứng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và lột mình vì hội thánh.
để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ mình như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Khi ấy có người Pha-ri-si-ô đến gần Chúa Giê-su để thử người. Họ nói, người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán, bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, có một lần tôi đi trên chuyến xe khách từ quê lên Hà Nội, tôi được nghe một mẩu tâm sự vụn giữa mấy bà, mấy cô với nhau. Bà thì than rằng ông chồng của mình bê bối, rượu chè, cờ bạc lô đề. Bà thì bực tức thấy ông chồng đèo bòng mà chẳng làm gì được. Nói ra thì xấu thiếp hổ chàng, còn để vậy thì ấm ức trong lòng. Sau cùng có một bà kết luận rằng chỉ có mấy bà công giáo là sướng. Đạo của họ cấm làm những điều xấu, cấm việc lang bạ. Dù sao chăng nữa thì họ vẫn một lòng một dạ với nhau. Nghe mẩu tâm sự ấy tôi cũng thấy mừng, vì từ ngàn xưa và cho đến ngày hôm nay, sự chung thủy vợ chồng, một vợ một chồng, vốn dĩ đã là nét son của giáo hội công giáo. Thật vậy, khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ
để họ gắn bó với nhau nên vợ chồng bất khả phân ly. Từ việc gắn bó với vợ chồng với nhau khởi đi từ cộng đoàn bé nhỏ và cơ bản này, loài người được sinh sôi phát triển thành một tập thể rộng lớn hơn. Thiên Chúa đồng thời cũng muốn họ được sum vầy hạnh phúc trong một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương như khuôn mẫu tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Cộng đoàn này phải nương tựa vào nhau để có cơm ăn, áo mặc, nhà ở và rất nhiều những nhu cầu cần thiết khác. Thế nhưng, đáng tiếc thay, do tội tổ tông và của mỗi thành viên trong cộng đoàn, dù chỉ là cộng đoàn gia đình nhỏ bé, mà đời sống trở nên phức tạp và gây nên nhiều đau khổ. Như dân gian người ta thường nói, A-di-đà Phật mỗi người một tật, Nam-mô Bồ-Tát thì mỗi người một khác. Thế nên, điều quan trọng không phải là hủy bỏ đời sống chung trong xã hội hay định chế gia đình, mà chính là tìm phương thế để từ một hoàn cảnh phức tạp bất lợi trở thành một mẫu số chung giản đơn cho cuộc sống thêm tốt đẹp và thêm hạnh phúc. Và chúng ta tìm thấy những chỉ dẫn này trong bài trích thư thứ hai, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô với hai nét chính yếu sau đây. Chồng và vợ hãy yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình cho hội thánh. Yêu thương nhau là chấp nhận nhau, chấp nhận cả con người của nhau, chứ không phải là một phần nữa. Thực vậy, trong mỗi con người của vợ hay của chồng có cả phần thánh thiện, vẫn những phần tối, có lúa tốt và cỏ lùng, có cả mạnh mẽ trộn lẫn yếu đuối, vừa có thiện tâm lại vừa có ác tâm. Vì thế, yêu nhau là giúp nhau nên hoàn thiện mỗi ngày. Như Thánh Phaolô diễn tả, Đức Kitô dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho hội thánh, cho mình một hội thánh vinh quang, không tỉ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Muốn được như vậy, chồng hay vợ phải có tình yêu thực sự mới có thể giúp nhau nên tốt được. Không có tình yêu hay không có thực sự yêu thương nhau, chúng ta không thể nào chấp nhận nhiều những khó khăn, những trở ngại và khác biệt trong chính mỗi người chồng và mỗi người vợ. Có đôi bạn trẻ nọ trong thời gian tìm hiểu nhau, thường lai nhau đi trên chiếc xe đạp. Chắc chắn hình ảnh này là hình ảnh của các ông bà ngồi đây rồi. Đường thì dài, dốc thì cao. Cô gái ngồi đằng sau thấy người yêu đạp xe vất vả, áo ướt đẫm vì mồ hôi. Cô mới thò thẻ hỏi anh rằng, anh đạp xe có mệt không? Anh chàng nhấn bàn đạp và hăng hái trả lời, không mệt đâu em, anh muốn đạp xe lai em đi suốt cuộc đời. Sau đó, họ trở thành vợ chồng của nhau. 10 năm sau, tình cờ người chồng lại có việc phải lai vợ qua con dốc đó. Chiếc xe đạp đó cũng một câu hỏi như xưa của người vợ, anh đạp xe có mệt không? Cô vợ nhận được câu trả lời gắt gỏng, tôi là con người, chứ có phải là trâu bò đâu mà không mệt. Tại sao cùng một bối cảnh, cùng một con người mà lại có hai câu trả lời khác nhau? Có nhiều cách lý giải, nhưng có thể vì chồng hay vợ đã không còn muốn hy sinh cho nhau, không còn biết quên mình vì nhau và không còn yêu thương nhau thực tình. Như lời Thánh Phaolô, ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó
như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Điều thứ hai muốn nói đến trong thư Ê-phê-sô rằng người nam và người nữ sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với nhau, gắn bó thành vợ chồng và cả hai nên một thân xác. Đến tuổi trưởng thành, mỗi người sẽ tùy theo ơn gọi mà chọn lựa cho mình một bậc sống. Bậc sống nào cũng có tác động rời bỏ tổ ấm gia đình để gây dựng một cuộc sống mới. Lập gia đình cũng không ra ngoài định luật ấy, nên cô gái đã kết duyên, đã bày tỏ rằng chàng ơi cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Bởi vì trước mặt Thiên Chúa, người nam và người nữ sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó thành vợ chồng, và cả hai sẽ nên một thân xác. Và Chúa đã khẳng định, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Gắn bó với nhau về mặt thân xác là điều dễ hiểu và dễ thực hiện. Nhưng quan trọng hơn và khó khăn hơn là gắn bó với nhau bằng cả tâm hồn, cả trái tim. Cụ thể, hai đôi tân hôn của chúng ta hôm nay đây đang cố gắng thực hành những việc cụ thể như sau. Thứ nhất, hãy siêng năng cầu nguyện cho nhau, nhất là khi có chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, gây nên tranh cãi bất hòa. Hãy chuyên chăm lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, để đời sống gia đình luôn có Chúa bên cạnh và luôn được Chúa đồng hành trong những vui buồn, những sướng khổ. Kế đó, chúng ta hãy thường xuyên nhường nhịn nhau trong từng lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử như hồi mới lấy nhau, tương kính như tân. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì vợ chồng là của nhau, thuộc trọn về nhau. Chấp chiếm nhau một câu nói, hơn thua một thái độ, thật ra chỉ làm khổ nhau và tạo nên đau khổ cho chính bản thân mình mà thôi. Kế đó hãy chấp nhận nhau không chỉ là khoan dung, quảng đại trước những khuyết điểm và yếu hèn của nhau, nhưng còn có nghĩa là cố gắng khám phá ra những ưu điểm của nhau và coi những ưu điểm đó lớn hơn những khuyết điểm. Có nói thế, chấp nhận nhau là chấp nhận toàn bộ, cả tốt lẫn xấu, cả nhân đức lẫn tội lỗi, để giúp nhau chỉnh sửa những điều xấu và khơi thông những điều tốt. Chấp nhận nhau như thế là làm cho những điều khác biệt về tính tình, về con người, về phái tính trở nên phong phú, vì người này bổ túc cho người kia và hai người trở nên tất cả của nhau. Trong tâm tình cầu nguyện và hân hoan của lễ thành hôn, chúng ta hãy dâng lên Chúa anh Giuse Phạm Minh Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ. Chính Chúa đã chúc phúc kết duyên cho anh chị. Xin Chúa cũng luôn gìn giữ anh chị trong tình yêu của Ngài, để anh chị luôn noi gương Chúa và thực hành lời Chúa mà sống trọn vẹn đời sống lứa đôi, khởi đầu từ lời thề anh chị bày tỏ với nhau trước mặt Chúa, trước mặt vị đại diện của Hội Thánh và Cộng đoàn Dân Chúa. Xin cầu chúc và kính chúc cho đời sống hôn nhân của anh chị được đơm hoa kết trái. Amen. Anh Giuse Phạm Minh Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng bàn tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi
anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Phạm Minh Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ. Anh chị đến đây kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Thưa cha, không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Phạm Văn Hải, xin nhận em Maria Hồ Thị Thơ làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Hồ Thị Thơ, xin nhận anh Phạm Văn Hải, Giuse Phạm Văn Hải làm chồng của em và hứa giữ một lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, nguyện yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Lạy Chúa xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn mà chúng con làm phép. Nhân danh Chúa đây, để những người đeo nhẫn này khi chọn tình trung thủy với nhau sẽ được lưu lại trong bình an và thánh ý Chúa, cũng như luôn sống trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Em Maria Hồ Thị Thơ xin hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Phạm Văn Hải xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh Giuse và chị Maria Hồ Thị Thơ. Chính trong giờ phút này, Thiên Chúa đã chúc phúc cho anh chị và gắn kết anh chị thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Và như chúng ta vừa nói, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị, cho gia đình mới của anh chị luôn luôn được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chúc mừng hai bạn. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Giuse Phạm Văn Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ, chúng ta hãy ký thác các anh chị này cho tình yêu của Thiên Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thế yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau.
chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu và ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn chúng con vừa cử hành, để họ lên tâm đầu ý hợp, khiến không có gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không có gì có thể khơi sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lệ luật thánh thiện của hôn nhân. Xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lệ lối của hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh Giuse Phạm Văn Hải và chị Maria Hồ Thị Thơ mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Tòa Hán Lâm, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng cho chúng con hôm nay được thờ làm ngày và tha thứ chúng con xin cho để anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh.
Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Hồ Thị Thơ được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong kinh thánh. Xin cho người chồng là anh Giuse Phạm Văn Hải thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng và cách xứng đáng, và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu hội thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nên gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành cho Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho anh chị sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, anh chị được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái, thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã khoan phòng thiết lập, để những người Chúa đã liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã đổ bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà các anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa thuận yêu thương mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị thuận nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi.
hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được tràn đầy.